Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clam nhận được 25 triệu đồng token Dogemin Miner token. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng khối phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 125 tài khoản order và phát sinh 2.276 lượt giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website Clam.org nhé. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đến vào đặt website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chua wallet của các bạn nhé. Bạn thêm địa chỉ token ở ví cho mình. Ký hiệu là Dogemiller Limer số phần 8 nhé. Bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Clam.net. Tìm tới bước 2, tiếp tục đến như bọn này để nhận token nhé. Rồi, chương trình AirDrop sẽ kết thúc vào 26 ngày nữa. Các bạn Clam, các bạn nhấp vào này nhé. Nó sẽ dẫn xuống phần bên dưới này. Thì ở đây các bạn có điều kiện, các bạn có thể bỏ ra số vốn nhỏ 0.05 BDB mua cái đồng token này để hold tích chữ nhé. Các bạn Clam, các bạn nhấp vào này. Thì nó còn kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối nhé. Ghi ra là 0.000539 BDB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, sau dịch đang được xử lý. Bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website Clam.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng tất cần mới nhất trên mềm mạng và được blockchain. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn rất nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 25 triệu đồng token Dogemin Limer. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.